Đa khoa Tây Nam Nghệ An. Em xin thay mặt bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam trình bày khám hội chẩn bệnh nhân Lô Khắm Pơ, giới tính nam, 53 tuổi, bản tay Nam Y Tương Dương Nghệ An, vào viện ngày 24/6/2022. Lý do vào viện ho sốt liên nhiều, quá trình bệnh nhân bị ho khan đã lâu khoảng 1 năm nay. Một tháng nay xuất hiện ho khạc lưng trắng cách nhà viện một ngày, bệnh nhân sốt ở nhà không đo nhiệt độ, mệt mỏi nhiều, mua thuốc uống không đỡ nên vào viện. Tiên sử đái tháo đường thì thái cách đây 3 năm uống thuốc đều mạch 1.500 mg uống miên trên ngày, hút thuốc 33 năm. 8 lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được mạch 125 đến phút, nhiệt độ 38,5 độ C, huyết áp 130 đến 80, nhịp thở 32 lần trên phút. Mỗi phố lưỡi bẩn, họ tương vướng, khạc lưng trắng đục, da niêm mạc không, không phu, không xuất huyết dưới da, hạch ngoài bì không xuất máu. Nghe phổi có rắn ẩm, rắn hổ hai bên phế tương, nhịp tim đều, rõ, bùng mê, và nó không có các cơ quan khác, tiền thay cho phát hiện bất thương. Diễn biến bệnh, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, họ khạc lưng trắng còn mệt mỏi, 3 ngày đau sụt tương cứng. Mỗi ngày 2 đến 3 cơn, không có chu kỳ, không rét run, nhiệt độ cao nhất là 40 độ C. Không phu hạch ngoài bì không xuất thấy, nghe phổi có rắn ẩm, rắn nổ, rải rác hai bên phế tương. Khám hiện tại sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, sốt nhẹ 37,7 độ C, mạch 85 trên phút, huyết áp 140 đến 90 mm thủy ngân, nhịp thở 21 lần trên phút. Còn ho khạc lưng trắng, đỡ mệt mỏi, nghe phổi có rắn ẩm, rắn nổ, rải rác hai bên phế tương, bùng mềm, các cơ quan khác hiện tại chưa phát hiện bất thường. Cần lâm sàng quá từng ngày và phiếu theo dõi đường máu mạch được đẩy đến hệ thống sinh hóa nước tiểu có phải đọc nước đầy đến hệ thống em chỉ đọc chẩn đoán viêm phổi nặng đái tháo đường dị thái điều trị tiền dịch Vâng, cảm ơn các bạn ở bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Thì thầy Cương có hình ảnh X-quang hay chỉ có một phim thôi? Dạ, kính thưa thầy Hiếu là ở bệnh viện có gửi cái video với cái phim chụp CT nhưng mà một cái lắp tái tạo nhưng mà trên sơ bộ thì cũng có một cái vùng mà tràn dịch màng phổi và có một cái viêm phổi ở thùy dưới bên trái ạ. Vâng. Tại sao Tây Nam Nghệ An vẫn chưa được vào được link vào hệ thống telehealth của chúng ta? Các bạn vẫn chưa link được ạ? Vâng. Dạ chưa. Cố gắng làm sớm cái này nhé, cái này rất đơn giản đấy mà chỉ có cái tài khoản up trên mạng thôi. Thì bên Viettel người ta cung cấp cho tài khoản là mình có thể đưa được hình ảnh lên thôi mà. Up được chưa? À, trước đã có lần up rồi mà lần này lại không up được. Thưa các bạn kỹ thuật cố gắng làm vì như này chẩn đoán mà đã gọi là từ xa rồi thì cái gì thật chính xác là càng tốt cái đấy. Chúng ta đã không nhìn sờ gõ nghe vào người bệnh rồi mà những cái hình ảnh mà không rõ nét thì có thể chúng ta sẽ bị đi lầm đường. Vâng, thì xin phép mời chị Hồng lại đành phải dùng cái gì có trong tay vậy. Dạ, vâng ạ, em cảm ơn thầy. Thế thì đối với ca bệnh này thì theo như trên chẩn đoán hình ảnh và các cái dữ liệu lâm sàng cung cấp thì về mặt chẩn đoán thì dĩ nhiên là phù hợp là chúng ta nghĩ tới một cái viêm phổi rồi ạ. Trên nền là bệnh nhân này là một bệnh nhân 53 tuổi có bệnh nền là đái tháo đường. Thì hiện tại theo như các cái dữ liệu lâm sàng cũng như là các bi lăng lâm sàng mà các bệnh đánh giá sau 3 ngày điều trị thì bệnh nhân có vẻ đáp ứng. Tức là người ta đã cải thiện về triệu chứng cơ năng hô hấp này, đỡ mệt hơn này, đỡ sốt này. Và chỉ số viêm thì bạch cầu đã thuyên giảm từ 18 GL xuống còn 8 GL theo bi lăng ngày 28 tháng 6, tức là cách đây 48 giờ.
Đó, rồi thành phần bạch cầu đa nhân trung tính cũng còn lại có 62% thôi. Thì như vậy là một cái đáp ứng khá là tốt, tiến triển sau 4 ngày điều trị. Đó, thế thì về mặt điều trị hiện tại ở đây khi mà bệnh nhân đã đáp ứng rồi thì em nghĩ là nên duy trì phác đồ đang có. Tuy nhiên thì ở đây lựa chọn kháng sinh các bạn đang điều trị là một ceftriaxone 2 gram một ngày thì khá là tốt. Tuy nhiên thì cái gentamicin 160 mg trên ngày thì mình có thể cân nhắc, bởi vì đây là một bệnh nhân nam, bệnh nhân 53 tuổi và có đái tháo đường đã cách đây 3 năm rồi. Đó, thì chúng ta sẽ phải theo dõi vì bệnh nhân sốt này, bệnh nhân đái tháo đường nữa thì phải theo dõi chức năng thận. Nếu có dấu hiệu của một suy giảm chức năng thận hoặc là tình trạng lâm sàng người ta không cải thiện theo chiều hướng tốt nữa thì mình có thể cân nhắc đổi cái aminoxid này sang một kháng sinh kinolôn hô hấp. Và kháng sinh kinolôn hô hấp thì mình có thể cân nhắc levofloxacin hoặc là moxifloxacin trong trường hợp này. Thì nếu mà e ngại về chức năng thận thì các bạn có thể lựa chọn cụ thể. Chúng ta dùng moxifloxacin với khoảng đưa liều là một liều trong 24 giờ và chúng ta hoàn toàn có thể dùng đường uống, không cần đường tiêm truyền thì nó sẽ thuận lợi cho bệnh nhân rất nhiều, kể cả khi mà các bạn có kế hoạch ra viện. Đó, thì liều của moxifloxacin là 0,4 gram 24 giờ và là viên uống, sinh khả dụng đường uống và đường tiêm truyền thì gần như nhau, không có sự khác biệt đáng kể ạ. Đó, thì em xin ý kiến ngắn gọn như vậy thôi ạ. Vâng, các bạn có hỏi gì về kháng sinh điều trị cho bệnh nhân viêm phổi nặng này không? Các bạn Nghệ An. Riêng về vấn đề kháng sinh em không hỏi gì thêm ạ, nhưng Vâng. mà em nhờ thầy con đánh giá cái chỗ điều trị tiểu đường thôi ạ. Vâng, thì xin phép mời hôm nay chúng tôi có cô Hương, phó khoa nội tiết và đái tháo đường của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mời cô Hương. Kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, hiện tại thì về mặt chẩn đoán thì hoàn toàn đồng ý với các bạn. Mình chỉ xin có ý kiến một chút là bây giờ người ta chẩn đoán đái đường type 2, mình sẽ không dùng số 2 La Mã mà mình sẽ dùng số 2 thường. Thế còn về phần điều trị thì chắc là trong thời gian nằm viện, trong cái giai đoạn đầu mà đường máu cao ấy, nếu mà có điều kiện ấy, thì mình sẽ dùng insulin 4 mũi, phác đồ basal bolus thì sẽ tốt hơn. Thế còn trong điều kiện mà không có điều kiện mà sử dụng insulin phác đồ 4 mũi thì mình có thể hoàn toàn đồng ý là việc mình sử dụng insulin 2 mũi như các bạn đang dùng. Và mình thấy là trong cái bảng theo dõi đường máu mong manh ấy, thì đường máu ở trong những ngày gần đây thì đường máu kiểm soát rất là tốt trong mục tiêu cho phép. Và các bạn lưu ý là phải xem các cái dấu hiệu hạ đường huyết, các bạn có thể thử nhiều lần trong ngày một chút để xem là bệnh nhân có thời điểm nào hạ đường huyết hay không, hoặc các bạn có thể hỏi triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân có cái dấu hiệu khó chịu khi mà tiêm insulin hay không. Còn nếu mà bệnh nhân hoàn toàn không có thì mình hoàn toàn là cái phác đồ này của mình hoàn toàn là hợp lý. Thế còn khi mà ra viện ấy, thì các bạn sẽ đánh giá lại chức năng thận, đánh giá lại cái bi lăng viêm và các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang thuốc viên cho bệnh nhân. Em xin hết ạ. Vâng, các bạn có hỏi gì về phác đồ đái đường nữa không ạ? Thế tôi hỏi hộ vậy, các bạn vậy. Thế bây giờ nếu mà bệnh nhân mà dùng trong ngay trong bệnh viện mình có cần dùng phối hợp thuốc viên không để lúc ra viện mình có thể khởi động luôn bằng thuốc viên được không? Thưa thầy, bệnh nhân này vào viện trong tình trạng đang có tình trạng nhiễm trùng. Vâng. Thế thì khi mà tình trạng nhiễm trùng và cần phải kiểm soát đường huyết tốt hơn, vì bệnh Vâng. nhân lúc vào đường máu đã 21 ạ, thì mình khuyến cáo là dùng insulin, vừa là kiểm Đúng soát rồi. đường huyết nhanh Vâng. và các thuốc viên thì mình thấy là một là nguy cơ hạ đường huyết hơn, thứ hai là các cái tương Không, tác như rồi là ý các tôi nói cái là trước khi ra viện ấy, khoảng 1 2 ngày trước thì có mình có khi thể mà được phối hợp. vâng được ạ, hoàn toàn đồng ý là mình có thể khi mà trước khi ra viện các bạn kiểm soát tất cả các bạn không thấy chống chỉ định dùng thuốc viên, các bạn hoàn toàn thay luôn thuốc viên và các bạn theo dõi đường máu luôn trong thời gian nằm viện. Thì nếu mà đường máu ổn định thì các bạn khi mà các bạn về, bệnh nhân cũng không có điều kiện theo dõi đường máu ở nhà thì các bạn hoàn toàn yên tâm với cái liều thuốc viên mà mình đang dùng trong viện ạ. Vâng. Em xin. Đấy là cũng là cái cách cho an toàn ở các bệnh viện ở tuyến huyện vì người nhà người ta làm gì có cái máy thử đường huyết đâu thì trước khi ra viện ổn định 2 3 ngày thì các bạn trước 2 3 ngày ra viện các bạn cho dùng thử thuốc và theo dõi đường máu tại bệnh viện cho bệnh nhân. Vâng, các bạn Nghệ An có hỏi gì nữa không ạ? Anh hỏi là cái chỗ mà mình chuyển từ insulin ấy sang thuốc viên cho bệnh nhân về nhà dùng thì cái liều và phác đồ nó như thế nào? Thực ra thì hoàn toàn là không có một cái phác đồ cụ thể, mình sẽ dựa vào cái một là HbA1c khi vào viện, dựa vào cái liều thuốc tiểu đường mà bệnh nhân đang điều trị ở nhà và dựa vào cái liều insulin mà mình đang dùng trong thời gian nằm viện. Thế thì ở bệnh nhân này, một là bệnh nhân trước đấy bệnh nhân chỉ dùng metformin thôi mà lúc vào viện thì HbA1c có 8,6 thôi đúng không ạ? Thế thì liều insulin trong viện khi mà trong tình trạng nhiễm trùng thì liều insulin có thể cao, và khi ổn định hơn thì các bạn thấy là các bạn đang dùng liều giảm dần.
Vậy thì ở bệnh nhân này thì mình khi mà ra viện mình có thể cho một viên dimethicone và cộng thêm phối hợp thêm một thuốc nhóm metformin là hoàn toàn hợp lý ạ. Em xin hết ạ. Dimethicone 30 mg. Vâng. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Cho em xin hỏi thêm ạ, liên quan đến ca bệnh này thì em muốn hỏi xin một cái kinh nghiệm điều trị của các thầy cô ấy, cái chỗ mà bệnh nhân chỗ em ấy có cái đợt cùng Covid nên là sau đấy bệnh nhân là có rất nhiều bệnh nhân còn triệu chứng ho sau đó rất nhiều, mặc dù đến chụp phổi thì cái phổi cũng không có tổn thương đáng kể và cũng không có rất nhiều nhiễm trùng, nhưng mà cái triệu chứng ho thì còn nhiều, thì em xin chút kinh nghiệm điều trị kể cái cho ạ. Vâng, cái này thì xin mời cô Hồng. Câu hỏi này thì tôi nghĩ là trên kiểm soát Google trên mạng hay là đã có hàng đục chục câu trả lời giúp các bạn rồi. Nên cô Hồng trả lời cho các bạn. Dạ vâng ạ. Thì thực ra thì triệu chứng ho sau Covid nó cũng là một trong những cái triệu chứng rất rất thường gặp và nó là một trong những cái khó khăn chính, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng như là làm bệnh nhân phải đến gặp bác sĩ. Thế thì cái tiếp cận đối với trường hợp ho sau Covid thì các bạn cũng tiếp cận giống như một cái trường hợp ho, đặc biệt là ho kéo dài thông thường, thì nó sẽ tránh việc là mình bỏ sót các cái nguyên nhân khác, bởi vì đôi khi mình sẽ bị một cái điểm mù là mình cứ nghĩ rằng là bệnh nhân sau Covid người ta sẽ ho, nên là mình sẽ hướng tới các cái ho sau Covid mà mình sẽ bị quên mất các cái bệnh nền khác của bệnh nhân. Thế thì một cách đơn giản nhất để mình không bị quên những cái đấy là mình hãy tiếp cận bệnh nhân ho đấy theo đúng cái cây chẩn đoán giống như mình đã được hướng dẫn. Thì nó sẽ có hai tầng, một là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới ạ. Đường hô hấp trên thì sẽ có các cái nhóm vùng tai mũi họng, thì sau Covid nó sẽ có cái quá trình tổn thương cấp tính của đường thở và nó sẽ để lại cái hậu quả là nó có thể tăng tính phản ứng của đường thở cả trên lẫn dưới. Thế thì đường hô hấp trên thì nó sẽ có vùng tai mũi họng, thì các bạn sẽ phải khảo sát vùng tai mũi họng của bệnh nhân ạ. Đơn giản nhất là bạn có thể cho bệnh nhân khám tai mũi họng. Đó. Thế là thứ nhất. Thứ hai là đường hô hấp dưới thì nó sẽ có các cái nhóm căn nguyên hay gặp. Thứ nhất là nhóm nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn tức là bội nhiễm sau Covid, thì mình sẽ phải khảo sát các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, ví dụ như là sốt không này, khạc đờm như thế nào này, màu sắc thế nào, mùi thế nào, số lượng bao nhiêu, đau ngực khó thở vân vân. Đó thì những cái đấy rất là cơ bản. Thứ hai là các bạn sẽ phải khảo sát xem là bệnh nhân có các cái bệnh nền đi cùng không và các cái triệu chứng nó có xuất hiện trong cùng đợt này không. Ví dụ như là bệnh nhân có tiền sử hen này, tiền sử viêm mũi dị ứng này, đợt này ho nhiều kèm theo khó khè thở rít này, hoặc là bệnh nhân có bệnh nền ví dụ như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này, đợt này bệnh nhân ho nhiều hơn, nặng ngực nhiều hơn này, ví dụ như vậy, thì mình sẽ phải khảo sát các cái bệnh nền đấy. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là các cái bệnh lý kế cận của đường hô hấp mà hay gặp nhất ở đây đấy là bệnh lý đường tiêu hóa. Thì người ta thấy rằng là một trong những cái rối loạn tiêu hóa rất thường gặp sau Covid đấy là trào ngược. Đó. Thì ví dụ như ở phòng khám ngoại trú nhà mình gặp phải đến 50-60% những trường hợp đấy, thì đấy mình cũng chia sẻ để các bạn biết như vậy. Thì cái nhóm bệnh lý kế cận này thì các bạn sẽ khảo sát lâm sàng trước, vì chẩn đoán điều trị trào ngược ở trong những trường hợp này thì mình sẽ phải dựa trên lâm sàng. Ví dụ như là triệu chứng ho, bệnh nhân thường ho lúc nào? Thì ví dụ như bệnh nhân ho trào ngược thường là người ta ho khi nằm đó, người ta gọi là ho ngang đó, thì thường là bệnh nhân sẽ ho tư thế nằm là thứ nhất. Thứ hai đã là ho về đêm. Thứ ba là người ta có các cái triệu chứng của luồng trào ngược thầm lặng đấy, ví dụ hơi chua, cảm giác nóng rát, tức ngực sau xương ức, thậm chí có bệnh nhân người ta cảm giác tức lên tận vùng tai hoặc là ra sau lưng chẳng hạn đấy. Và một trong những cái điều trị giống như một test chẩn đoán ở đây đấy là các bạn hãy cho bệnh nhân điều trị thử bằng PPI hoặc là trung hòa axit trong vòng một tuần đó, thì mình sẽ thấy bệnh nhân đáp ứng. Nhưng mình nhắc lại là chúng ta sẽ không bị một cái điểm mù là chúng ta cứ cho rằng là bệnh nhân ho sau Covid và chúng ta quên mất các cái bệnh nền. Thì các cái bệnh nền sau Covid nó sẽ bùng lên rất là dễ đấy ạ, và nếu mà mình bỏ quên các cái bệnh nền đấy thì mình điều trị nó không thể ổn được ạ. Và các bạn hãy nhớ rằng là các bạn cho bệnh nhân điều trị cái ho này, các bạn phải hẹn bệnh nhân đến khám lại 2 tuần 4 tuần tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân cũng như là nơi bệnh nhân ở, điều kiện bệnh nhân đi lại vân vân, thì để mình valid lại xem là cái điều trị đấy nó có đáp ứng không. Nếu nó không đáp ứng thì mình sẽ phải tính theo phương án điều trị khác cho bệnh nhân. Ví dụ có thể thời gian đầu người ta đến với mình đúng là đợt đấy là người ta có một cái triệu chứng trào ngược, nhưng sau khi điều trị trào ngược 2 tuần đến 4 tuần người ta không đáp ứng, thì một trong những chẩn đoán phân biệt của trào ngược chính là hen ạ. Thì mọi người nhớ cái đấy ạ. Và chỉ xin chia sẻ ngắn gọn thế thôi ạ. Ngắn gọn nhưng mà rất 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 bổ ích và lý thú. Tôi cũng học được, vì tôi cũng thường xuyên bị bệnh nhân sau Covid đến bắt đi khám từ chân lên đầu. Thế như vậy là chúng ta tóm lại chỉ cần khám 3 thứ thôi đúng không ạ? Nội soi tai mũi họng, chụp cái phim phổi và kiểm tra thêm các cái bi lăng nhiễm trùng nếu mà chẳng may bệnh nhân có nghi ngờ nhiễm trùng. Chỉ có 3 cái xét nghiệm rất là đơn giản, hoàn toàn chúng ta có thể loại trừ được.
cái biến chứng do COVID hay là những cái ho trên chính trên cơ địa bệnh nhân. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Không có câu hỏi gì thêm ạ. Tôi hỏi thêm một câu các bạn, cái là thuốc ho bách bộ là cái thuốc ho gì đấy? Đây là chuyên để chữa COVID ạ. Tôi thấy bệnh nhân thuốc ho bách bộ 30ml ngày. Dạ, em kính thưa thầy, cái thuốc ho bách bộ hay là thuốc ô đông dược mà có tác dụng làm long đờm ạ? À, nghe đặt tên hay, có bách bộ xuyên hương đấy, đúng không? Vâng, cảm ơn các bạn. Chúng ta xin phép chuyển sang bệnh viện Hà Nội Viên Chăn. Xin lỗi thời gian hôm nay hơi bị quá dài vì cũng rất nhiều cá bệnh phức tạp. Các bạn ở bên Lào phải chờ đợi khá lâu. Xin phép mời các bạn Lào ạ. Em xin chào các thầy cô và các bạn.